Rồi chào bà con nha. Đó, bữa nay tiếp tục là câu chuyện của em Lan. Nhưng mà trước khi vô vấn đề của em Lan thì mời bà con mình giải trí một cái. Lâu quá em không có tập trung vô cái tiết mục giải trí ở đầu video nha. Rồi, ngày hôm nay thì Sơn Sàm xin mời tất cả quý vị đến với một cái gọi là siêu phẩm nhạc chế bốn ông vua khùng. À, qua phần trình bày của Sơn Sàm và Lý Lắc, đó, cũng như là những người bạn. Đó, em nói rồi, kênh của em là kênh giải trí, nhưng mà lâu nay drama nó nóng hổi quá, cái em quên tập trung vô ba cái chuyện giải trí đi ha. Drama nóng quá nóng. Rồi xin mời bà con mình đến với cái siêu phẩm nhạc chế bốn vua khùng nha. Đó, phần trình bày của Sơn Sàm, Lý Lắc và những người bạn, xin mời quý vị chúng ta cùng đón xem. Tiên vua Tàu đứng bành bản đồ rồi nhìn lên là ngó xuống. Ông vua khác bên cạnh hỏi liền nhà vua anh, ông ta kiếm thứ gì và tìm biết vậy ta? Vua anh mới lanh chanh trả lời với vua này: tao chắc chắn với mày, ông tìm bà nội ông chứ ai. Thôi kệ bà đi. Kế tiếp ông vua nước Lào cầm con dao đứng lên xin thề: nếu tao ra trận lần này tao chỉ ăn hết. Ông vua khác bên cạnh cũng hỏi lại nhà vua anh, ông ta thiến cái thứ gì mà đòi thiến riết vậy ta? Vua anh cũng lanh chanh trả lời với vua này: tao chắc chắn với mày, ông làm nghề đi thiên heo. Hai thằng xào ke chấm dứt xong xuôi, vua nước Nhật cầm thanh gươm nổi bay nghe nè, cái thanh gươm này là đồ chơi con nít. Tao đây cũng xin thề, thằng nào mà xâm lăng chiếm nước tao là tao chỉ quỳ xuống lại thôi, chứ quân lính nước tao nó ăn rồi nhậu không à, nghe trình chiến tới là bà mẹ nó trốn mất tiêu. Lạy tụi bay. Kế tiếp vua anh tấm quần chạy xung quanh: nếu ba đứa mày không đi đánh trận thì tao đi mà thò lẽ. Cho tao hỏi câu này, tụi mày đừng cười tao nha, khi thò lẽ xong rồi có còn nước rồi không? Tao thò lẽ quanh năm luôn cần nước rồi cầu, nếu không có nước rồi cầu thì ba mẹ ảo lý luôn. Chuyện nhà vua, tướng quốc vua anh cúi đầu chào xung quanh: chắc tôi đi về, chứ đứng đây nghe xàm một hồi tôi táo bón. Ông tướng quốc ra về rồi ông lại quay vô: cho tao chửi câu này, tụi mày đừng có buồn tao, tao đi lính bao năm chưa bao giờ thấy ai cùng, dư bốn đứa chúng mày thiệt lòng tao chán ghê. Trên đường về quê, tướng quốc lang thang bỗng gặp một cao nhân điểm ngay vô mặt: chắc ông sáng giờ bị nhà vua hại nào. Ông tướng quốc xanh mặt bằng quỳ lại cao nhân: ông có thứ thuốc gì trị khùng tụi nó giùm tôi? Cao nhân mới quay lưng với một cụ lắc đầu: hôm nay tao giúp mày rồi mày bị khùng ai giúp tao? Cao nhân mới quay lưng với một cụ lắc đầu: hôm nay tao giúp mày rồi mày bị khùng ai giúp tao? Trời ơi. Rồi, ok. Kệ, lâu lâu giải trí chơi nha.
Đó, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Sơn Sàm trong một khoảng thời gian rất dài nha. Trong Zalo này thì em bán rất là nhiều sản phẩm Nhật Bản uy tín chất lượng, các anh chị kết bạn để mua hàng ủng hộ em nha. Rồi kệ lâu lâu quảng cáo chút nha. Quay trở lại câu chuyện của em Lan thì chết rồi quý vị ơi, chết rồi, má nhìn không ra luôn rồi. Má nhìn không ra tiêu nhiều hơn muối luôn rồi. Bây giờ em Lan mới tuyên bố mạnh miệng luôn quý vị, nói là tụi bay coi chân. Bà Hằng á, tao kiện bà là cái tội 331 là cái số tiền bồi thường nó không quá 18 triệu đâu. Cho nên á, Đinh Lan là mới chỉ bồi thường bà Hằng nhận được có 18 triệu à. Còn riêng tụi bay nha, 37, 38 kênh YouTube nha, tao sẽ kiện tụi bay cái tội 155, 156. Khi đó tụi bay sẽ phải bồi thường cho Đinh Lan này. Đó, 28 tháng qua, đó, Đinh Lan đã tự chiến đấu với đám YouTuber này. Đó ha, 28 tháng qua tụi bay đã vu khống tao là lừa đảo, giật dọc, làm đĩ, yên tâm đi ha. 28 tháng thì rất là nhiều tiền mỗi đứa. Đứa nào cũng có phần. Chết rồi, biết làm sao không quý vị? Khả năng là sắp tới Lan thấy Hằng Ni là bị 300 tỷ đến 500 tỷ. Rồi phần của Lan chắc cũng cũng mặn quá. Rồi bây giờ bắt đầu là chạy qua ha, bụp qua đám YouTuber này. Để giống như là lấy bên này đắp bên kia. Khổ ghê. Nào quý vị, mới cách đây là 10 giờ trước, không thoát đâu. Đừng vội mừng, gất diệt Kiệt Tuấn Đạt. Đó, cũng như là 37 kênh. Cứ lúc nào nó cũng đem ba mấy kênh này ra, mà tôi không biết động cơ con này sao mà nó cứ đem ra để nó ngoéo qua chuyện chị Hằng nha. Nghe Đinh Lan viết nè quý vị, Đinh Lan này tự đứng lên để chiến đấu với 37 kênh YouTuber bọn mày kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023. Không có chuyện bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 37 kênh tụi bay thoát nạn đâu, đừng có mơ. Sẽ trả hồ sơ để buộc 37 kênh YouTube chúng mày bồi thường 28 tháng chúng mày đã vu khống Đinh Lan này, lừa đảo, giật dọc, làm đĩ, trời ơi, bla 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 rất nhiều. Yên tâm đi, đứa nào cũng có phần. Dữ không? Thấy không? Chửi Đinh Lan này 28 tháng để thu bao nhiêu tiền YouTube rồi, nên trả lại và đi tù đi. Không biết Lan nói ai à. Không biết Lan nói ai nha. Nè, tội danh 331 thì không bồi thường quá 18 triệu đồng. Bây giờ Lan đã rút kinh nghiệm rồi, tao sẽ kiện tụi bay tội 155 và 156, sẽ bồi thường đúng với cái số thiệt hại mà Đinh Lan này đã chịu đựng suốt 28 tháng qua. Tôi là Đinh Thị Lan đã vượt qua, đã tự chiến đấu với đám YouTuber này. Vậy thử hỏi hôm nay chị khách hàng đã giúp tôi kinh doanh buôn bán lại có phải nhờ ai không? Tôi cái này không biết phải khách không nha, khách không phải khách không nha. Không ai mà dám mua 100 hũ đông trùng hạ thảo mà không có rõ nguồn gốc của làng. Bán đông trùng hạ thảo mà không quay cái phòng không à, nó không có nuôi, không có trồng gì hết, không biết lấy ở đâu à. Lên khoe là khách nào mua 100 hộp 100 hũ, thôi bớt lại đi. Tại sao em cứ quăng bom? Những YouTuber đã không dám tấn công nhà Đinh Lan nữa là nhờ đơn kháng cáo đã được đóng ngày 13 tháng 10. Chẳng phải chúng mày đàng hoàng không tấn công Đinh Lan nữa, chẳng qua chúng mày sợ nếu tấn công nữa thì công an gọi dấp sẽ bắt chúng mày ngay. Tháng 10 này kết thúc điều tra vụ đánh Đinh Thị Chiên. Đó, lại Đinh Thị Chiên nữa, cái Đinh Thị Chiên hoài hoài luôn. Cho nên các tụi YouTuber đến nhà như Hà Tích Quang, Hương Quảng Châu, Đời Lữ Thứ, Phạm Hoàng Khang, Lăng Thang Đường Phố, Gất Việt, Chuyện Đời Thường, Nguyễn Tài Pháp, hãy đợi đấy. Đó, hãy chờ và hãy đợi đấy, coi chừng tụi bay nha. Chết rồi quý vị, như vậy là em Lan đã quyết định là kiện YouTuber là cái tội 155 với 156. Bây giờ khôn rồi, khôn rồi nha bà con. Tại vì trong cái vụ án của chị Hằng là em Lan này, em kiện chị Hằng, em đâm đơn chị Hằng là cái tội 331. Mà đầu tiên á, cứ nghĩ là cái tội 331 á là sẽ cho người ta đi xa hơn, đó, sẽ đi tù lâu hơn, bồi thường nhiều hơn. Nhưng mà ai ngờ bị hố. Đó, bị hố cái đền có 18 triệu bạc rồi. Đó, rồi bắt đầu là cái trận này là cái trận thứ hai.
đó là Lan quyết định kiện YouTuber, là Lan đã chơi theo kiểu là rút kinh nghiệm đợt một là không có bồi thường quên, không có kiện như vụ 331 mà kiện 155 156, tội làm nhục. Thì khi đó 28 tháng trời phải bù cho em Lan nha. Đó, 28 tháng qua là Lan thiệt hại nhiều lắm, quá trời thiệt hại luôn đó quý vị thấy. 28 tháng qua Lan đâu có làm ăn gì được ha, đó đâu làm ăn gì được đó, thiệt hại quá trời. Đóng cửa ngủ chửi không đó, mà chửi là không phải chửi thường đâu, khả năng là chửi có bởi con này nó nói đừng có tin quý vị, nhìn mặt nó nói láo, gọi là nó bán trời không cần văn tự mà ha, đừng tin. Rồi bây giờ nó bà khách bà chị là mua cả 100 triệu đông trùng hạ thảo rồi cả 100 hộp rồi, ô thôi 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 xào xào láo láo. Rồi nó nói nó có một cái khu nhà máy dược liệu cái gì, cái khu dược liệu ở trên cây số 7 Đắk Lắk trồng thuốc trồng đồ đó, là cũng tính đi theo thần y hút thuốc rồi các kiểu mà thấy không ăn. Cái bây giờ nhảy qua quay đông trùng hạ thảo, nó nói là nó có một cái xưởng đông trùng hạ thảo ở Đồng Nai nữa. À, rồi đừng có nghe Lan nói ha, đừng nghe Lan nói, nhìn Lan làm thôi ha. À, đừng có nghe những gì Lan nói. À, còn tôi không biết là cái câu chuyện mà mua đông trùng hạ thảo là mua để này kia kia nọ hay không nha, có hợp thức hóa cái số tiền để mà chuyển hay không thôi nha. Còn cái chuyện buôn bán Lan tôi không nói. Đó, hữu xạ tự nhiên hương đó, nếu bán cái gì mà hàng ngon chất lượng thì khách hàng người ta ủng hộ thôi. Đó, ai cũng bán hàng, tôi cũng bán hàng mà. À, tôi cũng không có nói tới vấn đề đó. Đó, nhưng mà tôi thấy nó hơi lạ lạ một chút. Bây giờ quý vị thử, có rất là nhiều người gọi cho cái số Đinh Lan á, đó, đặt hàng mua hàng, nhưng mà nó đâu có bắt máy đâu quý vị. Nó đâu bắt máy. Quý vị không tin thử gọi thử đi, cái số trên kênh nó gọi thử nó có bắt máy hay không nha. Không dám bắt máy. Mua hàng nó có bán không? Nó không bán, tại nó có hàng nó bán. À, nó xạo, nó có đâu. Khả năng là bây giờ tung tin ra là có bà chị bên Mỹ là mua 100 hộp, 100 hũ đồ đông trùng hạ thảo các kiểu, thì tôi không biết cái đó có ý đồ gì ha, phục vụ cho cái mục đích gì, hay là quăng lựu đạn, hay tung hỏa mù một cái chiêu thức gì đây, thấy không? Chứ em bán hàng là chuyện bình thường đó, Lan bán hàng là chuyện của Lan, nếu bán hàng tốt đó, bán hàng gọi là chất lượng uy tín thì ok, ai người ta có nhu cầu người ta mua thôi, 100 người bán vạn người mua mà, đúng không? Tôi không đề cập tới chuyện đó, nhưng mà tôi đề cập chuyện bất thường. Có rất nhiều người khán giả hỏi sơ sàng, ủa sao gọi nó mua hàng mà nó không bắt máy, nó không có hàng nó bán, mà tự nhiên đùng cái có một bà chị là mua 100 hộp 100 hũ mà người ta chưa hề thấy. Ví dụ như nó nuôi đông trùng hạ thảo đúng không, thì nó phải quay lên cái phòng nó nuôi đông trùng hạ thảo đúng không, rồi nó phải quá trình nó chăm sóc làm sao, rồi nó đóng gói làm sao đúng không, rồi chất lượng như thế nào đúng không, đó thì nó phải có cái đó đúng không, cập nhật để người ta biết người ta mua chứ. Này một bà chị nào khơi khơi mà không biết gì đông trùng hạ thảo mà quay cái phòng trong quơ trong quắt là không có thấy nuôi, không có thấy nhập, không có thấy gì đâu, dám buồn 100 hũ 100 hộp đúng không? Đó, cho nên thôi mơ hồ. Riêng em Lan này là khó lắm quý vị, riêng em Lan này là cái gì ở đằng sau nó gọi là nó bích bùng lắm, mơ hồ lắm, không có lý giải được, khoa học khó lý giải lắm. Từ từ để mấy chú áo xanh mấy chú làm rõ nha, chứ tôi thấy nhân vật này, nhân vật cũng rất là ghê gớm, nhân vật này là gọi là không vừa đâu, không vừa đâu nha bà con mình, không vừa đâu, không khó ăn lắm, nhân vật này bí hiểm lắm quý vị ha. Rồi cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin giới thiệu một vài sản phẩm hàng Nhật của Sơn Sàm nha, rồi các cô chú anh chị mình tham khảo qua mua cũng vậy, mua giùm em, cảm ơn. Rồi xin kính mời. Rồi cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin gửi đến tất cả quý vị một vài sản phẩm của Sơn Sàm nha quý vị. Đó thì trong Zalo này tất cả là hàng Nhật nha, đây là những sản phẩm về sức khỏe nè, đó vì làm đẹp các kiểu nha. Rồi ok, hôm nay Sơn Sàm giới thiệu cả nhà cái thuốc viêm xoang này, đây là viêm xoang Chikunai của Nhật Bản nha. Tất cả quý vị nào đó ai bị xoang sàn, xoang lâu năm, xoang mãn tính, viêm mũi dị ứng nha, đó nói chung về xoang thôi, thì đây cái viêm xoang của Nhật Bản này cực kỳ hiệu quả luôn đó. Cái này là em bán tự tin luôn cho quý vị, một hộp này 224 viên, hộp này uống 1 tháng nha. Rồi hộp này là 1.750.000, 1.750.000 nha, bao ship ở Việt Nam, ở nước ngoài tính thêm phí ship nha quý vị. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm Nano Linh Chi Đỏ này. Rồi
cái linh chi đỏ này là dành cho các cô chú anh chị mình ai bị suy nhược cơ thể, gầy gò, ốm yếu, bị hụt cân, thiếu cân nha, cơ thể suy nhược, và trẻ em bị suy dinh dưỡng đồ các kiểu nha. Nói chung là muốn tăng cân, muốn bồi bổ cơ thể thì đây, cái linh chi đỏ này nó làm cho mình ăn ngon, ngủ ngon nè, kích thích tối đa là mình làm cho mình hấp thụ tối đa những cái chất dinh dưỡng mình ăn vào nha. Đó, ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được là chỉ có nước khiêng ra gò. Đó rồi, cái này nano linh chi đỏ hộp này là 300 viên, hộp này uống hơn 2 tháng, gần 3 tháng gì đó nha. Rồi, 3,5 triệu luôn, 3,5 triệu nano linh chi đỏ nha quý vị. Rồi, liên tục thì sẽ là một cái salon bát. Salon bát của Nhật Bản đây nha. Đây salon bát, các cô chú anh chị nào gia đình mình đã hay đau nhất thì mình cứ mua cái salon bát này về ha. 140 miếng cả nhà mình dùng nha, cả nhà mình dùng đó, dễ gì hết ha. Dán vô là nó dính cứng ngắc luôn, và nó nóng đã lắm quý vị, không bao giờ nó rớt nha. 140 miếng dùng dễ gì hết luôn, 590.000 nha, 590.000. Ừ. Rồi, kế tiếp thì em giới thiệu cái men đại tràng, men vi sinh đại tràng đây. Đó, những người nào về đại tràng, về tiêu hóa đó, đó đây thì cái này là men vi sinh. Đó, men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa rất tốt nha. Một hộp này 30 gói, mỗi ngày uống một gói, tất cả là hàng Nhật Bản nha quý vị. Rồi, cái này thì 1,150 nha. Rồi, 1,150. Rồi, kế tết là đây, tiếp tục là cái gel trị hôi nách của Nhật Bản này. Đó, gel trị hôi nách nha. À, những cô chú anh chị nào mà bị viêm cánh á, đó, viêm cánh luôn các kiểu á, đó, dở lên cái nách là có mùi giống như là mắm cá linh đó quý vị. Thì đây nên xử lý, đó, cái Kobayashi, cái này là về hôi nách của Nhật Bản, cái gel mình tắm xong mình lau khô cái nách đi, mình thoa nó lên ha, mình thoa nó lên, đó, nó giữ mùi rất tốt nha, cực kỳ hiệu quả lắm. Rồi, cái hộp này là 350.000, gel trị hôi nách 350.000. đó, các anh chị nào mà mua 3 hộp là miễn ship luôn. Ok, rồi tiếp đến là cái gì, tiếp đến là cái đây, cái Fukudan. Fukudan này thì dành cho các cô chú anh chị mình gia đình có người nào bị ung thư, đang điều trị ung thư, ví dụ như là xạ trị, hóa trị đồ các kiểu ha. Thì những người nào mà bị ung thư thì chắc chắn sẽ biết đến Fukudan. Fukudan của Nhật Bản đây, cái này nó giúp bẻ gãy cái tế bào ung thư, nó cắt đứt những mạch máu đó, nó không cho những mạch máu nuôi dưỡng tế bào ung thư đó, và đặc biệt là nó hạn chế di căn và tăng khả năng phục hồi cho cơ thể nha quý vị. Rồi, một hộp này là 150 viên thì 3,5 triệu luôn, 3,5 triệu nha. Rồi, 3,500,000. Rồi, tiếp theo thì em xin giới thiệu cái viên uống hào tươi. Đây, hào tươi nha, hào tươi của Nhật Bản đây. Đó, các cô chú anh chị nào mà gọi là chưa đi đến chợ đã rơi hết tiền, trên bảo dưới không nghe, đó, tăng cường sinh lý, đó, tăng khả năng ham muốn nè, tăng cái chất lượng và số lượng tinh trùng nè, ông uống bà khen, hàng xóm vỗ tay đùng đùng. Cái này là viên uống hào tươi của Nhật Bản, 120 viên. Rồi, hộp này uống 2 tháng, 2,1 triệu nha, 2,1 triệu. Rồi, tiếp tới là cái gì, tiếp tới thì em xin giới thiệu cái sản phẩm này, đây chính là cái viên uống trị tóc bạc đây. Các cô chú anh chị nào mà tóc bạc sớm đó, đó, có người còn trẻ mà tóc bạc rồi, hoặc là những người trung niên, những người lớn tuổi mà muốn hạn chế tóc bạc thì đây, cái này là viên uống trị tóc bạc. Đó, viên uống làm cho đen tóc là mè đen, 100% là mè đen nha quý vị. Thì cái này nó giúp là nó làm cho tóc mình đen từ trong chân đen ra, đen từ trong chân tóc đen ra nha quý vị. Mình uống một liệu trình 3 tháng thì bắt đầu tóc mình nó đen mà nó đen rồi thì nó đen rất là lâu nha. Đó, và đặc biệt nó giữ cho cọng tóc mình khỏe, không bị rụng tóc được các kiểu nha. Cái này thì cực kỳ hiệu quả. Cái này là một liệu trình 3 tháng là 2,4 triệu. Đó, 2,4 triệu nha quý vị. Đó, 2,4 triệu. Rồi, tiếp đến là cái bộ mắt Hitomi. Đây, bộ mắt Hitomi. Các anh chị nào mà mắt bị khô, mắt bị mỏi, làm việc máy tính nhiều, đó, mắt bị kèm nhem, mắt bị nói chung bị chảy nước mắt các kiểu á, mắt bị kém thì đây, cái bộ mắt Hitomi này, hộp này là 60 viên, hộp này uống 1 tháng 750.000 nha, 750.000. đó, 750.000. đây là bộ mắt Hitomi của Nhật Bản. Đó, còn rất nhiều sản phẩm nữa thì Sơn Sàm để ở trong cái Zalo này, các anh chị có thể vào đây để mà tham khảo. Các anh chị ở nước ngoài thì Sơn Sàm gửi đi nước ngoài luôn nha. Ở Việt Nam thì em bao ship, nhưng ở nước ngoài thì em tính thêm phí ship nha. Rồi, mỗi clip thì em giới thiệu một vài món thôi, ví dụ clip sau thì em giới thiệu một vài món nữa ha. Đó, mỗi món khác nhau để cho quý vị mình tham khảo nha. Rồi, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Đây là sản phẩm của gia đình em, không quảng cáo cho ai hết nha, bao xài bao đổi bao trả luôn. Đó, các anh chị yên tâm, hàng đúng hàng Nhật, chuẩn hàng Nhật. Nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10. Ok, rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video clip sau.